Hôm nay mình ghé Gành Hào 2 ăn, nghe đồn dữ lắm, Vũng Tàu. Ở dưới đây có lẩu tự chọn, lại ăn chơi, cái bên là sushi tàu bay, và cái bên nữa là Gành Hào. Các bạn thấy bảng hiệu không? Trời hơi mưa, thành ra đậu xe hơi khó. Trong khu này nhiều ăn uống lắm, nhưng mà thằng Gành Hào là chiếm ưu thế nhất, rất là bự, nằm phía sau chiếm ưu thế nhất đó. Bây giờ đang kiếm cái đầu xe, dân Việt Nam bây giờ đi ăn uống toàn đi xe hơi không, Việt kiều dỗm về là thấy là khớp luôn, Việt kiều dỗm như mình về thấy là khớp luôn, cái vô đại hên xui ha, người ta sao mình vậy. Có anh Phú bảo kê mình rồi, mình không có sợ. Nhân Sao sĩ đen sao mày đen rồi bao kì Vinh Phú, Vĩnh Phú rồi, bảo kê mình rồi. Đó nha. Đang đợi xe vô parking cho nên mình tranh thủ bay phía trước đẹp cho mọi người xem. Đó, Gành Hào không Seafood đi là đi đã. như đằng kia lối vào nhà. Ơi, bây giờ anh Phú đi kiếm chỗ đậu xe rồi, mình đứng đợi. Hôm nay hơi xui, đi ăn mà mưa. Mà không sao, quán Gành Hào hình như nó có mái che. Ngồi ngắm biển Vũng Tàu. Nhớ lại thời nhỏ hay bơi ở bãi trước. Ở Việt Nam thường thường đi ăn đậu xe hơi cũng hơi không được rộng rãi lắm, tại vì gần đây xe hơi phát triển nhiều hơn, bãi đậu xe nó không theo kịp, trừ những khu mới thì người ta xây cái bãi kia lớn. Chắc chắn trong tương lai xe hơi càng nhiều thì họ phải nới ra bằng cách nào đó, tại muốn thay đổi cơ sở hạ tầng một ngày hai ngày đâu phải dễ, trong đó xe phát triển nhiều quá, người dân họ đi khá nhiều. Đó là theo cái nhìn nhận của mình. Bây giờ bà con đi ăn là cứ taxi xanh làm tới VinFast. Xe này đi giá cũng rẻ lắm. Tiền. Muốn ra ngoài ngồi. Đây Gành Hào bên trong nhà, ra ngoài ngồi cho mát gió trời. Như thường lệ vô là phải quay menu cho mọi người biết giá cả làm sao. Thức uống Gành Hào bia 50.000 đồng, 5.000 đồng lon bia và nước giải khát. Ủa, bia này 5.000 đồng lon hả bác? Cũ rồi hả? Đó. Cái bia có 5.000 vậy. Bia quá trời luôn. Rượu nhẹ, rượu khai vị, champagne. Nước suối, nước lạnh, nam vắt. Bia Việt, đâu rồi bia Việt. Sapporo. Anh Phú. Sapporo đây có 24.000. Chỗ này sáng sủa hơn nữa. Đây, đây mình quay nhẹ cho mọi người xem nha, mình không có độc. Để các bạn nào trước khi tới xem đó. Đây là menu, menu là mới nhất á, nhiều khi trên website á nó để cũ á, cái giá nó không đúng. Hôm nay là ngày mấy phút? 15. 15 tháng 10, 2024.
Hiện giờ là khoảng 7 giờ rưỡi chiều. 8 giờ rồi. 7 rưỡi. 7 rưỡi không? 8 giờ, 7 giờ mấy? 7 giờ 30. Nhiều món lắm ở đây, nhiều món lắm. Qua chơi chơi nhìn nhà nước thôi. Mình ăn gì xong rồi mình sẽ cho các bạn coi cái bill để người nào biết về chơi biết giá cả mà lựa chỗ ăn cho nó rẻ mà ngon. Mình đi chơi mình tính toán kỹ lắm, chỗ nào rẻ ngon mình mới ăn. Ốc đẹp, ốc hương đó, đầy đủ luôn. Cá đuối nướng bữa ăn trên Sài Gòn rồi đó, là nướng Nam Bộ đó, cá đuối nướng ấy. Nó không phải khô, em khoái ăn khô à. Cá sùng xịn, cá hồi, cả cá rắc lát đó, các món cơm trung bình cứ 100 mấy, 200 mấy đó, đại khái vậy đó. Đó là phần menu, có món lẩu nữa. Ủa, quá trời rồi. Không biết đường đâu một lần. Xíu 5 phút nha, chờ xíu nha, cho nó xong menu rồi. Đây không có hình, nên mọi người, các bạn nhìn rất là khó. Không có hình. Thì hình không làm đủ đâu, nếu đủ cũng là nhiều, nhiều món quá. Đó, kim chi, cải chua, đó, rau củ độc cẩm, các món canh, canh chua, cá đuối, cá dứa. Các món gỏi, canh chua, rau độc cẩm, cái lẩu tức tạp bí lùn, ăn mới ngon. Nhiều thế. Mù tạt ở Việt Nam là mù tạt thì họ bán tùy nhà hàng. Hôm qua mình ăn nhà hàng sushi ở quận 7, họ không có bán mù tạt, họ cho muốn như ăn nhiêu. Ở đây thì mù tạt có bán wasabi, sashimi. Ok, menu như là hết rồi các bạn. Làm phải là như vậy, menu. Rồi, hình ảnh xung quanh gần hào, khá đẹp. Hôm nay trời mưa dồn vô trong. Mùa này Vũng Tàu du lịch cũng khá chậm. Chứ cái lại công ngày thường, chứ còn mùa tháng 2 hè là rất là đông. Mình nghĩ như vậy. Còn mùa này mùa ở đâu bên Mỹ mình đi Florida cái gì. Và tháng 8, tháng 9 nó bắt đầu vắng. Mùa đó là mùa, không phải mùa du lịch. Mọi người đã đi làm. Đây mưa. Mưa ở Việt Nam rất là ấm, mình rất thích mưa ở Việt Nam. Mưa ở Mỹ rất lạnh. Đây là lon bia hôm bữa mình uống trên nhà hàng trên lầu. Nhà hàng Sky Restaurant. Cũng lon bia đó. Đây bán 24.000, trên đó bán 160.000. 80.000, đây có 24.000. Mình uống thử coi nó có khác bia đó hay không nha. Hôm nay uống chắc không ngon đâu ha. Hôm nay uống chắc không ngon đâu. Tại vì chắc nó rẻ hơn. Mà lon bia kìa giống nhau hết. Ok, mình gọi trước món sầu huyết nha. Giờ Việt Nam rất thích sầu huyết. Ở bên xứ Cầu Hoa không có sầu huyết, chỉ có sầu lông thôi. Ok, không ngon vậy. Ok. Vui vui vui. Wow.
Đó là như lắc bầu cua à. Ủa gì ngon vậy? Súp hải sản rồng biển. Ủa quá đã luôn. Có mực không? Hải sản có đủ thứ đó. Ồ, ok. Ủa, nước ăn đó hả? Ờ, hôm nay cũng thử bia Sapporo coi. Vô anh Phúc. Rồi bây giờ đi taxi cho anh Phú uống bia rồi. Ủa sao nó rẻ uống không ngon bằng thôi, thiệt luôn, không ngon mà. Uống ba lạnh cho cái ly vô nhỏ uống ngon. Cái tại nó mắc tiền. Này rẻ uống không ngon. Uống nhiều nhiều đĩa vậy, đĩa này của anh Phú. Hôm nay đủ quay phim rõ ràng chút xíu coi. Của anh á. Món này của em. Đó. Vô. Sấm sét lớn hả? Wow, sầu huyết ngon quá. Sầu huyết nướng rất là dễ ăn. Thơm quá. Ôi, mời các bạn nha. Đêm đầu tiên ra Vũng Tàu. Sau một thời gian dài. Phú ra là vui chưa? Ăn ngon chưa? Coi như là vụ cây kem 5.000 xong rồi ha. Mở cái vỏ, mở cái vỏ. Sau thời gian 5.000 giải quyết được là cây kem 5.000 happy rồi không? Happy không? Happy. Ông kia cây kem 5.000 happy không? Đâu có gì đâu happy. Còn bao nhiêu người lên coi như là mắng anh quá trời luôn. Ở ngoài mày biết tay tao rồi không? Tao có quyền mắng. Mình thì đâu có sân si đâu mà. Ở ngoài là mày biết tay tao rồi. Anh tao nói gành hào ngon quá. Ước mơ ra Vũng Tàu ăn được bữa gành hào. Ước mơ thành hiện thực rồi. Gành hào thì cũng thường thôi. Thường với người ta mà ngon với mình sao hả? Vũng Tàu đó. Quán ở Sài Gòn. Không khí nó xe cộ nó vắng hơn. Sầu huyết ngon quá đúng không? Ăn đi. Quá ngon. Phú mang đĩa vậy? Của anh ăn đây, em ăn chung. Đĩa nào đó. Ô, tàu hũ. Đây là tàu hũ Bắc Hảo. Với lại chả bông. Ồ, nó này nhậu lết bánh luôn. Tàu hũ sao làm giống cái bánh bông lan hả? Ồ, ngon quá ta. Còn tan à. Tàu hũ này các bạn, nó làm giống như là có cái món gì của Huế quên ta. Không biết không? Món gì của Huế đó. Ngon quá. Tủ non. Được cái khúc. Mì. Hôm nay đi ít người quá, có hai anh em à. Ra ba món, ăn nát thở luôn. Tính order thêm mà sao ăn không nổi. Còn cơm. Không có đồ ăn cái này Vũng Tàu hình nào này họ làm tươi nè. Anh Phú nghĩ tươi không? Đợt này làm thấy ngon hả? Tươi. Ba món ăn được.
Hai ông bạn già ăn kiểu này là nát thở rồi, ăn hết nữa. Để mới gây cận cảnh cho các bạn coi nha. Món này ăn được, tàu hũ non, trứng bắp thảo. Bạn nào ra đây nên gọi món này. Cái này thì nó gồm có mực, nấm đông cô, tôm, như thịt chứ hai thứ, tôm với mực. Còn lại rau là la ghim, ốc. Để nhóm xíu ăn hoài cũng hết. Đó. Thôi hai người ăn ba món thì đủ rồi, ăn nhiều quá bỏ phí. Theo nhận xét của mình thì đồ ăn ở Gành Hào cũng tương đối làm cũng tươi và ngon. Hai anh em ăn hết thì khoảng đô 600-700 ngàn gì đó. Giá cũng không rẻ lắm nhưng mà cũng không mắc lắm. Theo nhận định cá nhân của mình, đồ ăn cũng tương đối được, tươi, không có cũ. Ốc sầu huyết rất là tươi, mình ăn mình rất là thích. Gành Hào 2 thì không đẹp bằng Gành Hào 1 theo như mình nghiên cứu trên mạng. Nhưng mà hôm qua hai anh em tính lái đi thì trời mưa quá, thôi tấp đại Gành Hào 2 nằm ở bến tàu cánh ngầm. Đó là bữa ăn ở Gành Hào. Nghe mọi người nói muốn ra Vũng Tàu phải ăn Gành Hào thì mình ăn thử cho biết. Dĩ nhiên ở Vũng Tàu có rất nhiều những quán khác tôi nổi tiếng với lại lẩu cá cá sấu rất nhiều ở Vũng Tàu. Mình sẽ thử đêm nay. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem. Hẹn gặp lại những video tới. Xin chào các bạn.